Với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, đến nay thì mạng lưới y tế cơ sở ở nhiều khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh và triển khai các chương trình y tế quốc gia. Tại Tây Nguyên thì nhiều cơ sở y tế được đầu tư trang thiết bị hiện đại, trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ được nâng cao, giúp cho bà con yên tâm đến thăm khám, điều trị tại tuyến y tế cơ sở, ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk. Trước đây mỗi lần đau ốm, chị Hờ Cối Nia phải đi hơn 20 cây số lên trung tâm huyện để khám chữa bệnh. Từ khi trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, có bác sĩ chuyên khoa thăm khám nên chị Hờ Cối và bà con ở đây đã yên tâm hơn mỗi lần đến khám chữa bệnh. Bữa nay trạm y tế thì tiện nghi nó cũng khá hơn so với hồi xưa, và lại bữa nay thì đường giao thông đi lại cũng tiện nên là người dân cũng dễ dàng ra trạm y tế để khám mỗi khi mà mình cảm thấy không khỏe. Từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia dành cho vùng dân tộc thiểu số, trạm y tế xã Eta, huyện Cư Mờ Ga đã được đầu tư hơn 2 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế, cơ bản đáp ứng tốt cho nhu cầu khám, chữa bệnh cho từ 300 đến 500 lượt bệnh nhân mỗi tháng. Hầu như bà con ở đây họ được trang bị một cái thẻ bảo hiểm, thì nói chung là những mà hộ gia đình với mức sống trung bình, khó khăn, thì là được nhà nước hỗ trợ, họ tới đây họ có cái thẻ bảo hiểm, họ được cấp thuốc miễn phí, được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Nói chung là so tới bây giờ thì đồng bào dân tộc thiểu số là họ tin tưởng hơn, họ tới rất là nhiều. Hiện nay 100% trạm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt 100% số trạm y tế xã có y bác sĩ với trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và cải thiện sức khỏe toàn dân, nhất là đối với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.